Mến chào cả nhà. Thì hiện tại Hoàng đang có mặt tại thành phố Bảo Lộc. Hôm nay được sự giới thiệu của một người bạn cho biết rằng ở đây có một cái bệnh viện bỏ hoang rất là lớn luôn cả nhà. Thì trước kia đây là bệnh viện đa khoa ở thành phố Bảo Lộc. Bây giờ trời cũng gần tối rồi cả nhà. Bây giờ cả nhà cùng đồng hành với Hoàng clip rồi nha. Chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá và tìm hiểu một cái bệnh viện bỏ hoang vào ban đêm nó sẽ như thế nào. Đây là một cái bệnh viện rất là lớn luôn cả nhà. Thì trước kia là một cái bệnh viện đa khoa, bây giờ người ta bỏ hoang rồi nè. Thì ngay chỗ này trước kia là cái phòng bảo vệ nè cả nhà. Cũng gần 6 giờ tối rồi mọi người. Ngay chỗ này trước kia là phòng cấp cứu nè mọi người. Phòng cấp cứu hiện tại bây giờ người ta bỏ hoang rồi. Chắc rất là nhiều đồ ở đây luôn. Còn ở phía xa đằng kia thì mình thấy có rất là nhiều xe rác. Ui, cái đường hành lang nó dài hun hút luôn mọi người. Trời cũng sập tối rồi. Gần 6 giờ rồi cả nhà. Ngay chỗ này trước kia là mình không biết là cái phòng gì nữa. Thì có lẽ đây là phòng cấp cứu nè mọi người. Mình sẽ mở đèn để vào bên trong để xem như thế nào nha. Ồ đúng rồi, đây trước kia là phòng cấp cứu. Chỗ này là phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu. Còn bên đây là phòng thủ thuật. Ui. Đây là cái tủ đựng dụng cụ y tế. Rất là nhiều đồ đạc vứt lung tung trong này luôn mọi người. Từng căn phòng nó thông với nhau. Đây nè, cái biển phòng cấp cứu hiện tại người ta lột xuống bỏ đây nè cả nhà. Bệnh viện này theo mình tìm hiểu cũng mới bỏ hoang đây 1-2 năm thôi mọi người. Vì thế còn cũng khá là mới. Mình muốn vào buổi tối hôm nay là để tìm hiểu xem những cái lời đồn ma mị của mọi người ở đây như thế nào. Ngay chỗ hành lang này thì cỏ mọc lên rất là nhiều luôn. Ngay chỗ này như mọi người nhìn thấy là phòng ngoại, tiểu phẫu, bó bột. Ui, cỏ mọc quá chừng luôn mọi người. Ngay chỗ này mình không biết là cái phòng gì mà nó tối ôm mà cả nhà. Đây là xưa kia là cái quầy thuốc của bệnh viện nè mọi người. Hiện tại cỏ mọc lên đó, tùm luôn rồi. Ui, mình nghe cái tiếng thằng lằn gì nó kêu, những tiếng côn trùng nó kêu trong cái bệnh viện này. Ôi thật sự cái bệnh viện này rất là to lớn luôn cả nhà. Mình không biết là cái nhà xác hiện tại nó nằm ở đâu. Theo như mình nghĩ cái nhà xác thường thường sẽ nằm ở cái khu phía sau bệnh viện này nè. Để mình sẽ đi ra đường này. Cỏ quá chừng luôn cả nhà ơi. Ngay chỗ này là cái quầy thuốc tây, quầy thuốc của bệnh viện ngày xưa nè. Cả nhà nhìn xem nè. Ở đây thì hiện tại cỏ nó mọc lên.
mới bỏ hoang mấy năm thôi mà cỏ đã ngập đầu rồi. 17:34. Thật sự thì vào giờ này nghe cũng ớn ớn cả nhà. Ui, ở ngay chỗ này mình thấy có rất là nhiều căn phòng. Ui, cái con chim gì nó kêu trên này nè mọi người. Ui, nó làm hết hồn cả nhà. Thì cả nhà cũng thử nghĩ xem, một cái bệnh viện đa khoa ngày xưa thì đã cứu biết bao nhiêu mạng sống ở đây. Và cũng có rất là nhiều bệnh nhân đã từng không qua khỏi ở bệnh viện này. Vì thế hôm nay á, mình đến đây vào cái giờ này á, nghe cũng ớn ớn cả nhà. Một cái giờ phải nói cũng rất là tâm linh. Ôi cái chỗ này có rất là nhiều phòng luôn mọi người. Cái khu này là nhiều phòng lắm luôn. Khu nhà E, bên trong nó tối om rồi cả nhà, không biết như thế nào nữa. Ôi chỗ này có một cái bàn thờ cả nhà. Khi mà mình mới bước vào á, chỗ này lại có một cái bàn thờ ở trong cái bệnh viện nè. Ở trên đây thì người ta không có cúng hoa, có lẽ là bỏ hoang cũng khá lâu rồi, vì thế người ta cắm những cái cọng cỏ đuôi chồn cả nhà. Và những cái cọng cỏ dại người ta chỉ cắm tạm những cọng cỏ dại rồi thắp hương ở trong cục gạch như thế này nè mọi người. Thật sự mình cảm thấy khá là lạnh khi bước vào trong đây. Trong này là phòng tiêm chủng. Ui căn phòng này nó khá là dài luôn mọi người. Mình không biết là cái khoa này khoa gì nữa. Nhìn nó sâu hun hút luôn. À cái khu này là khoa sản mọi người. Phòng chờ sanh số 12. Thật sự thì mình đã đi lạc vào cái khu này, mình cũng không biết là cái khoa gì. Thì ra ở đây là cái khu khoa sản. Rất là rộng luôn. Chỗ này là phòng trực nữ hộ sinh. Đây là khoa sản của bệnh viện đa khoa. Ôi, ở đây khá là rộng luôn cả nhà. Đây là phòng vô khuẩn. Ôi, lạnh quá cả nhà. Không hiểu sao mình đi vào những căn phòng này á, nó khá là lạnh luôn. Còn phòng này, ôi, trong đây là cái gì vậy cả nhà? Keo lọ gì mình thấy khá là nhiều luôn. Còn ở đây chính là phòng mổ nè cả nhà. Ưu tiên phục vụ bệnh nhân.
để mình sẽ vào trong đây để xem ở trong cái phòng mổ này người ta bỏ hoang nó như thế nào. Phòng tiếp liệu. Ui, mình nghe có những tiếng động gì vậy cả nhà? Ngay chỗ này, trên cánh cửa mình thấy để là khu vực vô trùng. Có lẽ đây là con đường dẫn chúng ta vào cái khu ở phòng mổ. Trên đây là phòng rửa tay. Phòng số 5. Lạnh quá cả nhà. Ủa, mình nghe những cái tiếng nói. Những cái tiếng nói của ai trong cái bệnh viện này mọi người? Ui, căn phòng này khá là rộng luôn cả nhà. À, có lẽ đây là cái khu phòng mổ ngày xưa nè mọi người. Chỗ này người ta để gạt mổ. Thì đây chính là cái căn phòng mổ ngày xưa nè. Khá là rộng luôn. Đây là phòng số 2. Người ta, cái khu phòng mổ này người ta chia ra rất là nhiều phòng. Đây là cái đường đi lên trên lầu nè cả nhà. Ngay chỗ khu phòng mổ á, sẽ có một con đường đi lên trên lầu. Mình không hiểu cái khu này là để điều trị những bệnh nhân như thế nào nữa. À, chỗ này có cái chữ nè. À, phòng bệnh bổng. Cái khu mà rất là rộng này là để điều trị những cái người bị phỏng đó mọi người. Khá rộng luôn. Ui, những cái hành lang này nó dài hun hút luôn cả nhà. Ngay chỗ này là phòng bệnh nặng. Tới cửa ra rồi. Thật sự thì mình vào cái bệnh viện này á, nó như lạc vào cái mê cung nha mọi người. Ui, chỗ này là khoa tai mũi họng. Khá rộng luôn cả nhà ơi. Đi một hồi mình giống như bị đi lạc á. Còn ở đây chính là phía sau bệnh viện nè cả nhà. Thì có lẽ ở đây chính là nhà xác nè mọi người. Không biết là ở cái khu bên đó hay là chỗ này nữa. Để mình sẽ di chuyển sang bên đó xem cái nhà xác là cái nhà nào nha mọi người. Ôi, chỗ này có những tiếng kêu gì nghe khá rùng rợn luôn cả nhà. Rồi thì đây chính là cái đường cùng phía sau của bệnh viện đa khoa. Ồ, phía trên đó còn một lối đi nữa. Thật sự thì mình cũng không biết là cái nhà xác nó nằm chỗ nào. Theo mình nghĩ là nó nằm bên đó đó cả nhà. Vì ở đó là cái dãy cuối cùng rồi.
Chỗ này mình thấy có một con đường dẫn chúng ta đi lên trên lầu. Mình nghe thấy có những tiếng dơi rồi đó cả nhà. Ui, cái lan can chỗ này có lẽ đã bị trộm cài hết rồi mọi người. Ui, mấy con dơi, mấy con chim nó kêu đâu, nó kêu nhiều ghê luôn cả nhà. Ủa, cái phòng này trước kia là cái căng tin hay như thế nào mọi người? Ta gắn quạt máy đây nè. Ui, ở ngoài cái bồn nước ngoài đó mình nghe tiếng dơi nó kêu khá là nhiều luôn. Thật sự thì mình vào trong cái bệnh viện này nó như mê cung luôn cả nhà. Khá là rộng lớn luôn. Đi hoài nãy giờ không hết luôn mọi người. Như ở đây nè, là cái khu ở phía sau thôi. Đó, mọi người nhìn xem. Khá là rộng luôn. Nó chia ra từng khu từng khu. Ồ, chỗ này nó có một cái sân khá là rộng luôn cả nhà. Ở ngoài kia chính là cái bồn nước của bệnh viện. Rất là lớn luôn. Những cái tiếng dơi mình nghe nó kêu ở ngoài đó đó. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang xuống phía dưới cả nhà, để xem những căn phòng tiếp theo như thế nào. Bắt đầu mình cảm thấy là rợn rợn người đó. Mình không hiểu ở trong đây á, nó có tiếng kêu của cái con gì á. Nghe khá là ghê luôn mọi người. Đó, khi mà chỗ này mình mới xuống cầu thang nha, cái ra phía trước sân á, gần chỗ cái khu nhà xác của bệnh viện nè, thì ở đây nó có những cái tiếng kêu gì á. Đó mọi người, chỗ này nè. Thật sự thì mình cũng không hiểu là cái tiếng của côn trùng gì mà nó kêu nghe khá là ghê luôn. Bây giờ mình sẽ ráng di chuyển đi ra cái cuối ở hành lang á, để ra cái khu phía sau để xem như thế nào. Thì từ ở đây á, chúng ta đi qua bên chỗ khu nhà xác á, còn khoảng hơn chục mét thôi cả nhà. Khá là gần luôn. Rất tiếc là cỏ quá xá cỏ rồi. Không thể nào mà mình đi vào trong cỏ này. Cả nhà cũng biết là buổi tối vào trong đây á, cỏ mà nó nhiều này á, rắn rít rất là nhiều luôn. Khá là nguy hiểm. Thật sự đứng khoảng cách ở nhà xác này á, chừng chục mét thôi, khá là lạnh mọi người. Ui cả nhà ơi, chỗ này mình phát hiện có 4 cái hộp sữa. Người ta cúng ở trên một cái áo trắng. 4 cái hộp sữa người ta khui ra cúng nè. Cầm cái ống hút vào. Ở bên đây có thêm một cái áo màu xanh. Thì tất cả những cái dụng cụ này là quần áo y tế của bệnh nhân mặc đó mọi người. Áo xanh và áo trắng nè. Thì đây chính là ngay chỗ phía sau nhà xác. Mình cũng không hiểu ai đó đến đây cúng. Rồi người ta cúng để làm gì nữa. Đó cả nhà. Đây chính là khu nhà xác nè.
không hiểu sao á, ở trong cái bệnh viện này á, mình nghe có cái tiếng nói của ai đó cứ nói vang vọng ở trong cái bệnh viện này mọi người. Không hiểu như nào. Quá nhiều cỏ luôn cả nhà. Bỏ hoang mới vài năm thôi, cỏ mọc đầy rồi. Tại sao người ta lại cúng ở nơi cái nhà xác như thế này mọi người? Đó là một điều mình cũng khá là tò mò. Thì ngay chỗ này nè mọi người, ngay chỗ khoa sản này nè, mình đi thẳng ra phía sau luôn là cùng đường, nơi đó chính là cái nhà xác. Thực ra bệnh viện này bỏ hoang mới vài năm thôi, vì thế mình thấy còn khá là mới. Phòng sản bệnh 1. Đây là phòng bác sĩ trực. Ui. Mình nghe có cái tiếng cửa. Mới nghe tiếng cửa động luôn đây. Mới nghe có tiếng cửa anh đập đùng 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 trong đó cả nhà. Không hiểu như thế nào nữa. Ôi mình đi lạc đâu ta. Ui thì cuối cùng mình đã tới được khu nhà xác rồi mọi người. Cỏ khá là nhiều luôn. Thì đây chính là con đường vào bên trong. Thì khu này người ta để là nhà L. Ui. Mình nghe có rất là nhiều cái tiếng chim gì á. Ở đây thì người ta khúng khá là nhiều luôn mọi người. Ngay chỗ phía trước á, có một bát hương khá là to. Thì ở đây hiện tại á, người ta đã khóa cổng rồi cả nhà. Ui. Nhà L. Cái cổng đó người ta khóa rồi. Không biết là phía sau này như thế nào. Đúng rồi cả nhà. Thì trước mắt mọi người á, thì đây chính là nhà xác của bệnh viện đa khoa. Như chỗ này mọi người cũng nhìn thấy á, ở đây người ta thắp những cái bát hương. Ở trên những cái giường như thế này, người ta làm những cái giường bằng bê tông mọi người. Thì ở phía trên đó, trên những cửa sổ đó, vẫn có những cái bát hương nữa. Đây là cái lavabo rửa tay, vẫn có một cái bát hương. Thì đây là cái phòng mà lúc nãy khóa cửa nè mọi người. Nhang đèn rất là nhiều luôn. Trong này mình thấy còn mền gối gì nữa nè. Ui, cái lao phong này nó sập xuống rồi cả nhà. Thì đây chính là những cái chân ghế ngựa. Ở trên đó mình thấy có hai cái bàn thờ nữa. Mền mùng chiếu gói khá là nhiều. Mọi người cũng nhìn thấy ở ngay cái chân ghế ngựa nè. Hai cái chân ghế ngựa này là
À, những cái chân người ta để quan tài không mọi người? Đây cái nè. Thì cuối cùng nãy giờ mình đi một vòng để tìm con đường, cuối cùng thì mình cũng đến được khu này. Thì có lẽ mọi người cũng cảm nhận được một cái bệnh viện bỏ hoang cũng mới 1-2 năm thôi. Không khí ở đây còn khá là lạnh. Đây là những cái giường khi mà những người đã mất, người ta sẽ di chuyển sang những cái chỗ này để mà chờ. Thì ở đây mình thấy có rất là nhiều bát hương nè mọi người. Phòng rửa tay, rồi ở trong đây nữa, những cái đồ mà người ta để cúng tế khá là nhiều. Ôi trong đây à, những cái quần áo, những cái đồ cúng trong này nè cả nhà. Khi mà người ta cúng xong á, người ta bỏ đầy ở trong đây luôn. Đây có hai cái ghế ngựa nữa. Trên từng cửa sổ, từng căn phòng này, ở đâu mình cũng thấy có rất là nhiều bát hương. Mình cũng không hiểu như thế nào khi mà mình vào ở trong cái khu bệnh viện này, đặc biệt là phía sau cái khu nhà xác của bệnh viện này, thì mình nghe có những cái tiếng gì đó, ai nói văng vẳng ở đâu đây nè mọi người. Đó, mình nghe có tiếng xì xào ở trong cái khu này. Có lẽ là mình sẽ đi ra thôi mọi người. Thì mình sẽ vào ở trong cái khu nhà xác này để quay cho mọi người xem vào buổi tối ở trong đây cái khu nhà xác này nó sẽ như thế nào. Đây là phía sau, những cái đống đổ nát hoang tàn ở trong cái khu nhà xác này. Bây giờ có lẽ mình sẽ đi ra thôi mọi người. Mục đích của mình hôm nay đến đây á, là để vào cái khu nhà xác để xem như thế nào. Chứ thật sự những cái khu mà của bệnh nhân ở dài dài trên đó, nó có hàng mấy trăm phòng luôn mọi người, không thể nào mà đi hết. Với lại những cái khu đó cũng không có gì là khám phá. Mục đích của mình là đi ra phía sau cái khu nhà xác để thật sự xem cái khu nhà xác bệnh viện bỏ hoang 1-2 năm nó sẽ như thế nào. À, có lẽ là clip mình xin phép được dừng đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành với mình những clip mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt cả nhà. Ra tới cổng rồi mọi người.